Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang lựa chọn ở nhà vào lúc này và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình 365 ngày chuyển động. Những thông tin cập nhật hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong những phút tới đây. Lâm Đồng tích cực triển khai các phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản, trong đó có 15.000 tấn bơ chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Sàn thương mại điện tử Postmart sẽ miễn phí phí dịch vụ đến hết năm 2021 cho các sản phẩm OCOP của Lâm Đồng. Bên cạnh giải pháp mở luồng xanh cho vận tải đường thủy, nhiều doanh nghiệp kiến nghị được hỗ trợ vay vốn để thu mua lúa gạo. Nông dân vùng sâu thay đổi tư duy canh tác để thoát nghèo, ghi nhận sẽ có trong phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều tỉnh, thành phố vẫn đang tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Và vấn đề tiêu thụ nông sản lại được đặt ra với địa phương chúng ta khi rất nhiều loại nông sản chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Bên cạnh rau và hoa thì bơ, sầu riêng sắp vào vụ thu hoạch chính trong năm từ tháng 9 đến tháng 11 và dự kiến là trong thời gian tới sẽ có 15.000 tấn bơ phải tiêu thụ trong khoảng thời gian này. Theo thống kê, diện tích bơ trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay khoảng 7.200 ha, trong đó chủ yếu là các giống bơ 034, Bút, Binkenton. Tập trung ở thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông. Sản lượng bơ của tỉnh liên tục tăng trong những năm gần đây. Ngoài số lượng bơ đạt tiêu chuẩn được đưa vào các kênh siêu thị, còn lại bơ loại 2, loại 3 vẫn được tiêu thụ qua các thương lái. Theo dự báo, từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay, sản lượng bơ cho thu hoạch khoảng 15.000 tấn. Đối mặt với khó khăn từ dịch bệnh COVID-19, bơ là sản phẩm cần sớm được hỗ trợ để không dẫn tới tình trạng ùn ứ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị các bộ ngành quan tâm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Lâm Đồng, trong đó có sản phẩm bơ, bằng việc kết nối tiêu thụ với các tỉnh, thành phố trong cả nước, triển khai đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cam kết tập trung chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu mua, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. Có thể thấy rằng là giải pháp đưa sản phẩm nông sản tham gia sàn thương mại điện tử là giải pháp tối ưu nhất vào lúc này. Nhưng hiện nay, người nông dân đang đặc biệt quan tâm, không biết các sàn thương mại điện tử sẽ có hỗ trợ đặc biệt nào để đồng hành và tháo gỡ khó khăn lúc này hay không? Chắc chắn là có rồi anh Sơn Long. Và theo Thúy Vi được biết thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã làm việc với đại diện của các sàn thương mại điện tử nhằm tạo thuận lợi tối đa cho việc kết nối tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm OCOP tại địa phương trên các sàn thương mại điện tử là Postmark và Vỏ Sò.vn. Theo đó, sàn Bookmark.vn của Bưu điện Việt Nam sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí cho các cá nhân tổ chức tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP trên trang này đến hết năm 2021. Sàn Vỏ Sò.vn sẽ tính phí duy trì 22.000 đồng một tháng đối với nhà cung cấp và tính hoa hồng 1% trên một sản phẩm bán thành công. Đây là động thái mới nhất nhằm hỗ trợ cho các sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu rộng rãi thông qua kênh thương mại điện tử. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tổng hợp các thông tin của các loại nông sản bị tồn động do dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản xuất theo chuỗi để có phương án giới thiệu, liên kết tiêu thụ hợp lý. Các cá nhân đơn vị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố để được lập danh sách tham gia bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử nói trên. Ở thời điểm mà việc tiêu thụ nông sản gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bà con nông dân vẫn cần đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng nông sản, nhất là kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới thương hiệu nông sản của địa phương. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và lấy 339 mẫu và trên 339 lô hàng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh rau tại thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và Đức Trọng để tiến hành phân tích định tính. Kết quả có 335 trên 339 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong ngưỡng an toàn, chiếm 98,82%. 4 trên 339 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng an toàn, chiếm 1,18%. Công tác thanh tra kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất để đảm bảo chất lượng nông sản cung cấp cho thị trường. Ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Công ty Phong Thúy cho biết, mỗi năm đơn vị cung ứng hàng ngàn tấn nông sản cho các thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội và hệ thống siêu thị, chợ đầu mối thực phẩm. Để sản phẩm được tiêu thụ ổn định ở các thị trường này, nông sản của công ty phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Chính vì vậy, khi tiến hành liên kết sản xuất, hàng tuần, công ty đều phải cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, hướng dẫn nông dân quy trình chăm sóc và thu hoạch nông sản đạt chuẩn, để hàng hóa được thông suốt, không bị các đối tác trả lại. Nhằm tăng cường kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, đồng thời hướng dẫn nông dân, cơ sở, hợp tác xã sản xuất rau chè trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc trên các sản phẩm nông sản. Không riêng tại tỉnh Lâm Đồng, tiêu thụ nông sản đang là việc cấp bách ở nhiều địa phương. Hiện nhiều loại trái cây trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là hình ảnh dâu chín trắng cây, rụng trắng đầy gốc, nhưng người nông dân chỉ biết đứng nhìn vì không có thương lái nào đến thu mua vào thời điểm này. Và theo thống kê, đến cuối tháng 8, thành phố Cần Thơ sẽ tồn đọng khoảng 11.500 tấn nông sản các loại, trong đó nhiều nhất là trái cây, khoảng trên 11.000 tấn. Hàng chục hộ trồng dâu ở Phong Điền không dám bỏ trái vì hy vọng thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới và giao thương hàng hóa được thông suốt, để bán được bao nhiêu dâu thì mừng bấy nhiêu. Để níu giữ dâu chín chậm, kéo dài chờ ngày hết giãn cách xã hội, các nhà vườn trồng dâu phải tìm cách xử lý, nhưng cũng chỉ là giải pháp cứu cánh vì dâu vẫn chín và rụng mỗi ngày. Tổng sản lượng trái cây được thu hoạch trên địa bàn huyện Phong Điền ước khoảng 1.148 tấn, trong đó nhiều nhất là dâu Hạ Châu với khoảng 485 tấn. Mặc dù địa phương đã phối hợp với các ngành trong tỉnh triển khai một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ trái cây cho người dân, nhưng đến nay hiệu quả vẫn không cao. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ, hiện thành phố còn khoảng 820 tấn nông sản chưa tiêu thụ được, trong đó mặt hàng trái cây tồn đọng nhiều nhất như dâu, nhãn, chanh. Không chỉ trái cây mà ngay cả mặt hàng thiết yếu là gạo cũng đang đứng trước những thách thức lớn, thưa quý vị. Việc áp dụng phương án 3 tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian dài đã khiến lượng gạo tồn kho cao vì chưa xuất khẩu, hàng hóa ùn ứ, nên các thương lái doanh nghiệp kinh doanh gạo chưa thể tiếp tục thu mua lúa cho nông dân. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo, hàng hóa. Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét giao các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu mở luồng xanh cho vận tải đường thủy. Vì với đặc thù địa hình kênh rạch chằng chịt, đa phần gạo sản xuất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được vận chuyển 95% bằng đường thủy. Việc khơi thông dòng chảy phương tiện chuyên chở sẽ góp phần đáng kể giúp các thương nhân xuất khẩu gạo duy trì được chuỗi cung ứng lúa gạo hàng hóa từ đồng ruộng ra đến cảng xuất khẩu. Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho việc tiếp cận nguồn vốn thu mua thóc, gạo, hàng hóa. Đứng trước thách thức từ dịch bệnh COVID-19, tất cả các ngành nghề sản xuất nông nghiệp đều phải tìm cách thích ứng vì các giải pháp hỗ trợ chỉ mang tính chất thời điểm. Đối với nghề cá ở Kiên Giang cũng không ngoại lệ, nhằm phát triển nghề cá theo hướng bền vững, hiện đại, thì tỉnh Kiên Giang đang thực hiện dự án điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang, sắp xếp lại cơ cấu ngành nghề khai thác thủy sản của tỉnh mình. Cụ thể, từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang sắp xếp lại cơ cấu ngành nghề khai thác thủy sản trên ngư trường, đảm bảo phát triển nghề cá theo hướng bền vững, khôi phục và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 2.550 tàu cá toàn tỉnh phải cắt giảm, chuyển đổi từ các nghề như lưới kéo, lồng bắt quái, te, xịp, xâm hại nguồn lợi thủy sản, khai thác, đánh bắt, mang tính hủy diệt. Tỉnh sẽ triển khai kiểm tra, kiểm soát để không có các đội tàu chiều dài từ 15 mét trở lên vào vùng biển ven bờ và vùng lộng trên ngư trường khai thác đánh bắt thủy sản, nhất là với tàu lưới kéo, lưới vây. Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, thì tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, bên cạnh phòng chống dịch thì bà con vẫn đang ổn định sản xuất với tư duy mới. Mời quý vị khán giả cùng chúng tôi về với xã Đà Loan của huyện Đức Trọng trong những ngày này để hiểu hơn về những đổi thay trong tư duy canh tác của bà con nơi đây. Vừa thu hoạch xong cải bẹ xanh, hai sào nhà lưới này được anh Võ Ngọc Mỹ ở thôn Đà An, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng trồng luân phiên cây ớt ngọt. Tuy mới chuyển sang trồng rau màu được gần 2 năm, nhưng anh Mỹ đã gần như chủ động được các vụ trồng. Hàng năm anh trồng cải bẹ xanh, cà chua, sau đợt thu ớt để tận dụng được các rò trồng ớt, giảm bớt công lập đất. Anh chia sẻ trồng ớt tuy nặng công, nặng vốn,
nhưng một tháng 15 ngày đã có thu. Một sào phải thu được hơn 20 tấn. Giá ớt hiện tại được các vựa tại Đức Trọng vào trực tiếp thu mua với giá 15.000 đồng một ký. Cà phê mấy năm nay nó rẻ, với lại cà phê mùa thì nó không đủ chi phí. Bắt đầu mình mới thấy người ta làm la ghim đó, mình mới vay vốn để mình làm. Đợt trước là vay ngân hàng, rồi bây giờ vừa rồi là có cái dự án bên tổ hợp tác về cho vay đó. Thì mình cũng vay được một ít tiền, số tiền về làm thêm cái nhà màng nữa. Thì mình trồng ớt, ớt chuông, cà chua. Vừa rồi mới trồng thử đám cải dưa. Mà mấy cái này là mối vựa nó vô nó thu hết. Hiện trên địa bàn xã Đà Loan có một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đà Loan và tổ hợp tác rau hoa Đà Nam đang hoạt động với gần 35 thành viên nông hộ tham gia. Cùng với sự hỗ trợ vận động liên kết của chính quyền địa phương, mỗi người nông dân nơi đây đã dần ý thức rõ hơn về vai trò của liên kết trong chuỗi sản xuất, bên cạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường. Khi mà tham gia vào hợp tác xã này thì kinh tế của gia đình được cải thiện được nhiều hơn, rồi phát triển gia đình cũng mạnh hơn. Đến nay thì Đài Loan có khoảng là được chuyển đổi khoảng hơn 300 hectare. Từ cái cây cà phê già cỗi mà kém năng suất và những cái chỗ mà cái diện tích có lợi thế về thủy lợi thì bà con đã dần chuyển sang những cái cây trồng như là cây cà rốt, củ cải, cà chua, khoai tây và một số loại cây trồng khác. Thì vừa rồi thì Đài Loan cũng có được theo cái hội nông dân huyện Đức Trọng cũng đã có giới thiệu với một số công ty liên kết với xã Đài Loan, thí dụ như là công ty Orion Vina. Thì Đài Loan cũng đã hàng năm cũng đã làm cho công ty khoai tây Orion được khoảng là trên 20 hectare khoai tây. Thì cái thu nhập thì nó cũng ban đầu thì tôi cho rằng là nó có khả quan. Đổi thay, từ trong nếp nghĩ, cách làm của bà con nơi đây đã mang đến nguồn thu nhập ổn định, giúp họ từng bước có tích lũy và vươn lên làm giàu. Được biết hiện xã Đài Loan cũng đang xây dựng dự án giúp bà con đăng ký trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiếp cận các kênh phân phối lớn. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua. Nếu muốn chia sẻ thông tin với chương trình, quý vị hãy gửi thư về địa chỉ email 365ngaychuyendonglt.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.